Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị, tại điểm cầu chính có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các sở, ban ngành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 13 điểm cầu tại các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc với sự tham dự của gần 2.000 cán bộ đảng viên. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố là yêu cầu và biện pháp để đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về các mục tiêu, quan điểm, giải pháp phát triển thành phố trong thời gian đến. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai các chương trình hành động, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thông báo nhanh một số kết quả quan trọng tại hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa 12. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua và chương trình hành động của Thường trực Thành ủy thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố gắn với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, địa phương phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời nhấn mạnh cần kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức chung chung. Cần cương quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức chung chung, không gắn với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị mình và không cụ thể được trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Cũng xin thưa các đồng chí, đây cũng là một trong những vấn đề mà cái tồn tại của chúng ta không phải bây giờ mà cũng là nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ ở nhiều cấp ủy rồi và ở nhiều địa phương trên cả nước, chứ không phải riêng thì chúng ta. Và Ban Thường vụ Thành ủy, rồi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, riêng chương trình hành động của cấp thành phố đã được bàn thảo luận rất nhiều lần và góp ý và xây dựng theo một cái form mẫu hoàn toàn mới. Bởi vì như các đồng chí biết là hiện nay không có một cái hướng dẫn nào về cái chung về cái chương trình hành động thực hiện cả. Thì tôi đề nghị là các đồng chí có thể nghiên cứu, tham khảo nhưng không được sao chép về mặt nội dung. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý công tác tuyên truyền về nghị quyết, chương trình hành động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có chiều sâu, nhấn mạnh đến vai trò cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị địa phương phải lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện nghị quyết và chương trình hành động. Trong quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa được thông qua thì một trong những nội dung đổi mới một cách căn bản đó là cái vai trò trách nhiệm cá nhân của các đồng chí trong Ban Thường vụ, của các đồng chí thành ủy viên trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có cái việc là kiểm tra, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết trong cái lĩnh vực địa bàn mà mình được phân công phụ trách. Đây là một trong những cái nội dung rất mới để khi kiểm điểm đánh giá cái trách nhiệm hàng năm được xác định một cách cụ thể. Chứ còn báo cáo các đồng chí nó có một cái tình trạng mà chúng ta cũng thấy là khi vào cấp ủy thì đồng chí nào cũng xung phong. Thế nhưng mà khi giao cái vai trò trách nhiệm ấy, thì đấy là lại là trách nhiệm của tập thể mà không thấy cái trách nhiệm của cá nhân của mình. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, chuẩn bị thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Điều này đòi hỏi Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố phải nỗ lực phấn đấu để đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.